giả bạn, chào mừng các bạn đến với Zano mình. Mình là Mark đây, vì đã có rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm thử thách này, cho nên ngày hôm nay mình sẽ làm thử thách là một gói mì tôm 10.000 VS với một gói mì tôm 1 triệu. Nghe nó hơi sai đúng không? Mì tôm bình thường mua cho giờ cho là mình bỏ sơn hào hải vị vô luôn đi thì làm sao lên tới 1 triệu được. Thì nếu bạn muốn biết làm sao để mình có thể đưa lên tầm 1 triệu á thì bạn hãy xem hết video này nha. Còn bây giờ thì nếu bạn thích video này bạn hãy nhấn like, share, subscribe để ủng hộ channel của mình. Còn tốt nữa mình hãy ấn luôn cái chuông bên cạnh nút subscribe để có thể nhận thêm nhiều thông báo mới channel của mình. Còn bây giờ thì đi mua mì tôm thôi. Let's go. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ nấu trước một gói mì bình thường nha bạn. Sao mở khó vậy ta? À đây rồi. Mình đã trụng xong mì rồi, nhưng mà khác với cái tô mì tôm hồi nãy thì bây giờ mình sẽ lấy một cái loại tôm ra và biến nó thành một cái món ăn thượng hạng các bạn nha. Xin giới thiệu các bạn, đây. À mấy bạn cũng chả biết đó là cái gì đâu, từ từ mở ra mấy bạn biết là cái gì chứ đúng không? Ok. À, thật ra là mấy bạn nhìn vậy mấy bạn cũng chưa biết đó là cái gì đâu. Nhưng mà xin giới thiệu với các bạn, đây tôm hùm Alaska. Thì cái tôm hùm Alaska này mình đã mua tại nhà hàng Cockpot. Thì đây là một cái nhà hàng mà lần trước tụi mình cũng đã từng mua crawfish rồi, và lần này mình đã quyết định là mua thêm tôm hùm Alaska tại Cockpot nữa. Thì cái combo này mình mua đó tầm 899 ngàn. Thì mình sẽ làm gì đó thêm, mình bỏ thêm một số thứ nữa để lên 1 triệu như vậy. Ok, giờ mình sẽ lấy ra, từ từ mình ký cái bao ra. Đây. Bao tay. Bây giờ mình sẽ trang trí tôm này bằng cái bao tay này. Và nếu mà các bạn nào mà có hứng thú muốn mua tôm hùm Alaska để ăn và đãi gia đình của mình á, thì lên địa chỉ của nhà hàng có mình sẽ để dưới này nha. Dưới này. Vậy đi mấy bạn coi nhé. Rồi bây giờ mở ra. Ôi nó khói. Uầy, hấp dẫn. Uầy. Ok, bây giờ mình sẽ lấy tôm ra. Trời. Cái combo này các bạn, nó sẽ có thêm những cái con tôm nhỏ nữa, chứ không phải là chỉ có mỗi tôm hùm thôi. Nhưng mà giờ mình sẽ lấy con tôm hùm ra. Từ từ, đem cái bao tay nữa. Không được rồi, phải đem cái bao tay nữa này. Nó bị chảy lắm đôi các bạn ơi. Khép đầu mày lại, ghê quá. Thì đấy các bạn, giới thiệu bạn, đây tôm hùm Alaska. Ok, giờ mình sẽ trang trí cho cái này. Đây, một con bên này. Còn một con nữa. Đây. Má ơi, con này nó bự hơn con kia luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn nó quá khói nè. Trời ơi, hấp dẫn. Để lên. Má ơi, hết cái mì luôn. Còn tôm không? Còn rất là nhiều mấy con kho tuyết trong này luôn. Rồi mình sẽ trang trí lên.
Ok các bạn ơi, thì hiện tại trên bàn của mình là hai tô mì với trị giá là một tô mì 10.000 và tô mồi một tô mì 1 triệu. Và thực ra là nó chỉ có 910.000 thôi, nhưng mà thực ra bây giờ mình nếu mà mình nói 910 nó nghe hơi kỳ. Cho nên là nói cái bao mọi người cứ nghĩ nó là 1 triệu đi nha. Ok, thì như các bạn thấy thì ở đây là hai tô mì và mình đều dùng đúng một cái loại mì thôi, đó là một cái loại mì huyền thoại mà người Sài Gòn rất là thích ăn, đó là mì hào hảo tôm chua cay. Thì mình làm cả hai tô luôn. Và một tô thì mình sử dụng nguyên liệu là tôm thường, mình chả biết con tô là tôm gì nữa. Còn đây là tôm hùm Alaska. Và ngoài tôm hùm Alaska ra, mình có hai con tôm hùm Alaska ở đây, thì mình có một vài con crawfish, một vài con tôm nữa giống con tôm bên này. Mình đã cố nâng cấp cho cái món mì này đã lên từ 10.000 lên 1 triệu đồng rồi. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ ăn thử tô mì 10.000 với coi như thế nào nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có tôm, hai con tôm, hai con tôm khá bự, tức là tô mì chắc có 15.000 á, và hai con tôm mì tiền. Mì nó khác gì bình thường á, nó vẫn là mì bình thường á, nó vẫn là mì hảo hảo tôm chua cay ngon lành, ngày nào chúng ta sẽ được ăn thôi. Mà lần này nó sẽ có thêm tôm. Ui. Thì ăn thêm tôm như thế nào? Tôm giống y hệt bao nhiêu con tôm luộc khác bình thường á. Ok, nếu mà nói bình luận về cái bên cái phần bên này á, thì thực sự ra là nếu mà là mình bình thường mình sẽ chọn ăn tôm này. Thì tôm này á ăn rất là vừa phải, nó không có hoành tráng như vậy, và mình cũng không ăn hết cái tôm này nữa. Một tô tôm, một tô cơm. Một tô mì với lại hai con tôm là đủ chất dinh dưỡng rồi, theo mình là vậy. Nhưng mà làm video cho nào chả thế nào mà có thể nấu một tô mì với hai con tôm được, mình phải làm như vậy. Hai con tôm nhưng mà phải là hai con tôm hùm. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ ăn thử cái diễm mì tôm hùm này chờ hết nổi rồi. Để coi coi, bây giờ ăn cái tôm nào trước đây. Bắp hả? Bắp để qua bên tiếng sao. Giờ verdict ngày hôm nay nó là hai con tôm này. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử cái mì. Thì cái mì là mình đã trộn cái nước sốt casun của tôm vô. Thì ngày hôm trước á, mình ăn chung với bánh mì. Hôm nay mình ăn thử với mì gói như thế nào nha. Tại cái sốt nó rất là ngon, mình cực kỳ thích cái sốt đó luôn. Và quả cô hot này á, là cái nước sốt casun cực kỳ ngon. Hợp lý em ạ. Giờ, tết tôm. Giờ lấy cái bông tai. Ui các bạn nhìn nè, mở ra trong ui trứng tôm quá trời luôn. Ui nhìn nè, ở trong con tôm cực kỳ nhiều trứng luôn các bạn. Lượm miếng trứng nè. Nó béo. Đấy đó. Wow, ở trong tôm khá là ngon. Đây. Wow. Càng hả? Càng bự càng cua nữa. Khá là chắc chạy gan quá. Ui. Wow. Quá trời thịt luôn, gặp cái càng luôn.
dẫn, hấp dẫn, hấp dẫn. Má ơi, ăn kèm tôm mà tôi dạng cua không rồi. Trời ơi, quỷ mình rồi. Giờ mình sẽ tháo cái đầu nữa nha. Đây phải giúp mình nè. Why? Các bạn ơi, nguyên một miếng thịt tôm hùm. Wow. Từ từ, làm miếng mì vô cái đây. Trời ơi, mồm ngon quá, nhập hết trong mồm luôn rồi. Được ông nói ngon ngay. Xuất sắc. Để cho anh có vị cái tôm mì nè. Thật ra là cái tôm mì nè, nó vị ngon á, rất là ngon, nhưng mà có một cái là có vẻ là người như mình á ăn không hết được cái tô mì này. Thực ra mình ăn khá là nhiều, bình thường mình ăn khá là nhiều, nhưng mà cái này nó dành cho một cái suất dành cho kiểu tầm 2-3 người gì đó mới ăn mới được, là hỏi của mình. Nhưng mà thực sự nó rất là ngon và tôm rất là chất lượng. Thì nếu mà bạn nào mà có bạn bè cái kiểu á thì các bạn có thể mua về cùng bạn bè ăn chung với nhau, nói chuyện với nhau, ăn chung với nhau, thực sự rất là ngon luôn. Nhưng mà mình ăn không hết đâu, thì mình sẽ chừa cho các chị phim ăn chung với mình nữa. Thì ok, thì đây là tô mì 1 triệu đồng của mình. Thì mình đã so sánh với tô mì 10.000 với tô mì 1 triệu. Thì các bạn thích tô mì nào hơn, các bạn hãy nhớ comment dưới nha. Và nếu bạn thích video này, các bạn hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ cho mình. Tốt là mình hãy ấn luôn cái chuông để subscribe, để các bạn mỗi lần mà mình ra video mới các bạn có thể coi được nha. Nếu bạn có những cái thử thách nào mới á, các bạn nhớ comment dưới luôn. Còn bây giờ thì hẹn lại bạn những video lần sau. Bye bye. Một con muỗi thuật tôi đã cắn nhiều chân vào tay của tôi. Ngươi quá trời quá đất, ngươi quá trời quá đất. Tôi mà càng gái thì chân và tay càng sưng to lên. Ngươi quá trời quá đất, ngươi quá trời quá đất. Một con muỗi thuật tôi đã cắn nhiều chân vào tay của tôi. Ngươi quá trời quá đất, ngươi quá trời quá đất. Tôi mà càng gái thì chân và tay càng sưng to lên. Ngươi quá trời quá đất, ngươi quá trời quá đất, ngươi quá trời quá đất.